Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, các lực lượng của Nga đang nhắm vào trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrov và cố gắng chiếm thành phố Chasovia, nằm trên các ngọn đồi cao cách Bakhmut, thành phố mà lực lượng Nga đã kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía tây. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía đông. Nga đã liên tục tiến về Pokrov. Quân đội nước này chỉ còn cách thành phố vài km. Pokrov có diện tích lớn hơn Avdiivka, thành phố lớn của Ukraine đã bị thất thủ. Kiev hiện đang chiến đấu để giành lại thành phố này, mặc dù bị áp đảo về cả hỏa lực lẫn quân số. Trong mùa hè này, cả Nga và Ukraine đều dành nhiều nguồn lực quân sự để chiếm giữ các phần lãnh thổ của đối phương. Chiến dịch đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8 đã khiến Moscow bất ngờ, trong khi giúp Kiev có con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng trên chiến trường chính ở phía đông Ukraine, Nga vẫn đang chiếm ưu thế. Ở đó, Nga đang nhắm tới hai mục tiêu chính, sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế đáng kể là Pokrov, một trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phía đông, và Chasovia, một cao điểm trong khu vực. Nga cũng đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố Torez, Kurakhove và Vuleda, nhằm tận dụng kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Cả hai bên đều đang nỗ lực giành ưu thế trước tháng 11 năm nay khi thời tiết trở lạnh và mưa tuyết khiến các tuyến đường trở nên khó đi lại hơn. Đây cũng là thời điểm Mỹ, quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất đối với Ukraine, sẽ bước vào cuộc tranh cử tổng thống. Cuộc tiến công lớn nhất của Nga vào mùa hè này là vào thành phố Pokrov, một trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine ở phía đông. Kể từ khi Nga chiếm được thành phố công nghiệp Avdiivka vào tháng 2 năm 2024, thành quả chính của họ trong năm nay, lực lượng của họ đã di chuyển qua các ngôi làng ở phía tây. Nga đã tăng tốc tiến công trong những tuần gần đây và hiện đang áp sát Pokrov. Quân đội Ukraine cho biết nỗ lực phòng thủ của họ đã bị cản trở do không đủ đạn pháo và thiếu binh sĩ có năng lực chiến đấu tốt. Tuy nhiên, họ đang khiến quân đội Nga phải trả giá đắt cho những bước tiến mà Moscow đạt được bằng cách liên tục điều động các nhóm bộ binh nhỏ tấn công. Pokrov là điểm tựa cho các hoạt động của Ukraine ở phía đông. Nơi này nằm ở điểm giao cắt giữa các tuyến đường bộ và đường sắt, đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine tại khu vực Donetsk. Nếu Pokrov thất thủ, Ukraine sẽ chỉ còn một tuyến đường tiếp tế chính từ phía đông bắc cho các thành phố như Kostiantynivka và Chasovia, trong khi đó Nga sẽ tiến gần hơn với rìa phía tây của khu vực Donetsk. Ngoài Pokrov, Chasovia cũng là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được Bakhmut vào năm 2023, sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chasovia. Đây là thành phố nhỏ với dân số khoảng 12.000 người nhưng nằm trên các ngọn đồi, có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm chiếm các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc, chẳng hạn như Kramatorsk và Sloviansk. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Torez nằm ở rìa phía Tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía tây của Chasovia. Ukraine đã điều động bộ binh án ngữ trong các tòa nhà ở bờ phía tây của kênh đào, nhưng các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng của Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái, mang theo chất nổ, tấn công các phương tiện của Ukraine tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Anatol Lieven, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Quincy có trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng, dù Ukraine đang đạt được một số bước tiến trong chiến dịch tấn công vào Kursk, cán cân lợi thế vẫn nghiêng về phía Nga ở chiến trường miền đông. Nga cho biết họ đã tiến thêm 1.000 km2 ở miền đông Ukraine vào tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2024. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo về tình hình chiến trường cho thấy đây là đợt tiến công nhanh nhất của Nga ở Donbass trong khoảng 2 năm qua. Giáo sư Graham McGill của Đại học Sydney, một chuyên gia về chính trị Nga cho rằng chiến dịch của Ukraine tấn công vào Kursk khó có khả năng bền vững. Nếu Nga phản công một cách mạnh mẽ và quyết liệt, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn bắt kịp quân số lượng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Khi Nga dốc toàn lực thể hiện sức mạnh này,
Ukraine sẽ không thể duy trì chiến dịch xâm nhập lãnh thổ của Nga. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự độc lập cho hay, quân đội Nga đã có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên của mình nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi tỉnh cớt của Nga vào thời điểm chiến dịch đột kích của Ukraine tại đây đã kéo dài hơn một tháng. Nga bắt đầu phản kích quy mô lớn ở cớt, thọc vào sau lưng của Ukraine. Theo giới phân tích về xung đột Ukraine, quân đội Nga dường như đã đạt được một số thành công vào hôm 10 tháng 9 năm 2024. Đó là giành lại một phần lãnh thổ của mình và thọc sâu vào phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Kherson thuộc lãnh thổ Nga. Các video do blogger quân sự thân Nga đăng tải và được hãng truyền thông ABC News định vị địa lý cho thấy một đoàn xe thiết giáp của Nga đã tấn công ngôi làng Snagos. Một video khác cho thấy có vẻ một số binh sĩ Ukraine đã bị phía Nga bắt giữ. Cuộc phản kích của Nga tập trung vào sườn phía tây của lực lượng Ukraine đột kích Kherson. Ukraine bất ngờ tấn công cớt vào ngày 6 tháng 8 và tới nay đã chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ Nga. John Helin, nghiên cứu viên tại nhóm Blackbird, chuyên gia phân tích quân sự bằng nguồn mở, viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng quân đội Nga đã mở một cuộc chiến dịch từ hướng Tây và hướng Bắc, thọc vào sau lưng của quân đội Nga, tiến tới Snagos. Các blogger quân sự Nga tuyên bố, lực lượng Nga hiện đang tấn công vào ngôi làng Obukhov. Điều này có nghĩa là binh lính Nga có thể tiến được 9,6 km vào ngày 10 tháng 9. Theo bài viết của Helin, đăng tải trên tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat, giới phân tích quân sự và các nhà bình luận Ukraine cho rằng cuộc tấn công này của Nga là điều dự đoán được. Stanislav Osman, một lính tình nguyện thuộc lữ đoàn xung kích AIDA 24, viết trên tài khoản Telegram của mình, "Tôi không kịch tính hóa tình hình ở tỉnh Kherson. Xung đột là xung đột. Đối phương đã tung đòn phản ứng như dự kiến." Tuy nhiên, Osman cho biết, giới chỉ huy Ukraine đã phớt lờ một số cảnh báo từ các binh sĩ tuyến đầu của Ukraine trong khu vực này. Trong những ngày đầu bất ngờ tấn công cớt, quân đội Ukraine chiếm được hàng trăm km vuông và hàng chục ngôi làng bên trong tỉnh này của Nga. Lúc đó, Nga khá vất vả trong hành động đáp trả. Trong hai tuần đầu, Ukraine liên tục tiến lên, còn Nga chủ yếu phòng ngự. Còn hiện nay, chiến dịch đột kích cớt cơ bản đang dậm chân tại chỗ. Cuộc phản kích của Nga bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 cho thấy Moscow cuối cùng đã tiến hành hoạt động cụ thể, lật ngược tình thế ở Kherson và đánh bật quân đội Ukraine khỏi đây. Cuộc đột kích của Ukraine vào Kherson được đa phần chuyên gia quân sự độc lập đánh giá là canh bạc mạo hiểm. Mặc dù tạo ra được bước ngoặt nhất định trong xung đột Nga-Ukraine, chiến dịch đột kích này có thể khiến quân đội Ukraine hứng chịu tổn thất lớn khi cố gắng bám trụ tại Kherson. Trong lúc đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh ở miền đông Ukraine, tận dụng việc Ukraine vận chuyển quân tinh nhuệ và vũ khí đạn dược sang mặt trận cớt. Hiện quân đội Nga đã tiến nhanh về thị trấn chiến lược Pokrovsk, một trung tâm hậu cần trọng yếu, đồng thời căng mỏng hơn nữa phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donbass. Theo thông báo từ đội đặc nhiệm của Nga trên kênh Telegram, đội đặc nhiệm của Nga đã tiêu diệt 5 điểm căn cứ và khoảng 50 binh sĩ của quân đội Ukraine tại khu vực cớt. Cụ thể, thông báo của đội đặc nhiệm Rosradia trên kênh Telegram cho biết, bằng việc sử dụng xe tăng T-72B-3M, các hệ thống tên lửa chống tăng Kornet và súng cối 2B-11, đội đặc nhiệm đã tiêu diệt các vị trí của quân đội Ukraine. Điều này đã được xác nhận qua hình ảnh từ UAV. Cơ quan này cho biết, các thông tin tình báo đã giúp quân đội và binh sĩ Rosradia lập kế hoạch cho cuộc tấn công hỏa lực thành công. Kết quả là quân đội Ukraine đã mất khoảng 50 người, 5 cứ điểm căn cứ tạm thời đã bị tiêu diệt và 3 trạm tác chiến điện tử bị phá hủy. Ngoài ra, các binh sĩ Rosradia đã sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử để vô hiệu hóa 16 máy bay không người lái FPV của Ukraine và bắn hạ thêm 9 chiếc bằng súng trường. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong hơn một tháng kể từ khi tấn công xâm nhập Kherson, quân đội Ukraine đã mất hơn 12.000 người và khoảng 100 xe tăng. Nhiều chuyên gia và báo chí phương Tây cho rằng Ukraine đang chịu những thiệt hại to lớn ở Kherson. Nhà báo Ireland Charles Bow nhận định, các đơn vị Ukraine đang rời khỏi vị trí của mình ở Kherson vì lo sợ bị bao vây do cuộc phản công nhanh chóng của Nga. Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một số khu định cư trong khu vực, dẫn đến thất bại của Ukraine trong cuộc xâm nhập vào Kherson. Nhà báo Ireland Charles Bow viết, sườn mặt trận cuộc xâm nhập của Ukraine đã sụp đổ.
Nga khẳng định chiến dịch tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine ở Kherson vẫn tiếp tục và trong 2 ngày qua, các đơn vị nhóm quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát được 10 khu định cư. Blogger Yuri Bodonyaka cho biết lực lượng Nga đã giành được một số ngôi làng ở phía Tây của phần đất mà Ukraine chiếm giữ, đẩy quân Ukraine về phía đông sông Malaya Dnoia. Diễn biến này xuất hiện chỉ sau một tháng lực lượng Ukraine triển khai cuộc tấn công lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai, tiến vào tỉnh Kherson của Nga với sự hỗ trợ của hàng loạt máy bay không người lái, vũ khí hạng nặng và pháo binh. Trong đó có một số vũ khí do phương Tây sản xuất. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc tấn công vào Kherson là để đưa cuộc giao chiến đến Nga, buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải tiến tới hòa bình và tạo ra một vùng đệm để ngăn Nga triển khai các cuộc tấn công vào tỉnh Sumy lân cận. Tính đến tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 100 khu dân cư trải dài trên diện tích 1.300 km2. Tuy nhiên, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào miền Tây nước Nga không thể đảo ngược được những kết quả của Moscow ở miền đông Ukraine khi lực lượng Nga vẫn liên tục tấn công ở Donbass. Phát biểu trên truyền hình mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng Nga tăng tốc tấn công ở Donbass từ tháng 8 đến nay đã giành được khoảng 1.000 m2. Ông Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ không đàm phán với Kiev chừng nào lực lượng Ukraine còn trên đất Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có quan điểm như vậy. Theo thông báo từ Thống đốc tỉnh Yevgen Balitsky, lữ đoàn tấn công từ tỉnh Zaporizhia đã được cử đến tỉnh Kherson để thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh họ đang thực hiện cuộc phản công mạnh mẽ tại Kherson. Thống đốc Balitsky viết trên kênh Telegram của ông, lữ đoàn tấn công thứ tư từ tỉnh Zaporizhia đã xuất phát để cung cấp sự hỗ trợ chiến đấu tại các vị trí ở tỉnh Kherson. Thống đốc cũng đã giao cho Quỹ hỗ trợ an ninh và quốc phòng mang tên PA Sudoplatov để trợ giúp cho các đơn vị tấn công này, chuyển giao tất cả các trang thiết bị cần thiết để thực hiện trinh sát trên không và cảm ơn các quân nhân vì sự dũng cảm của họ. Từ 2 ngày qua, Nga đã mở cuộc phản công ồ ạt ở tỉnh Kherson. Một đại diện của cơ quan an ninh cho biết quân đội Nga đã bắt giữ một nhóm lính tấn công của quân đội Ukraine ngay đầu cuộc phản công. Hôm 10 tháng 9, chỉ huy lực lượng đặc biệt Ahmad của Nga, Trung tướng Abti Alaudinov cho biết lực lượng thủy quân lục chiến đã giải phóng một số khu định cư ở khu vực Korenevsky thuộc tỉnh Kherson. Chuyên gia quân sự Carlo Masala từ Đại học Bundeswehr ở Munich, Đức cho rằng cuộc tấn công vào Kherson đầy rủi ro cho Ukraine. Ông đưa ra giả thuyết về các diễn biến sắp tới. Nếu quân đội Ukraine để mất các vị trí và rút khỏi tỉnh Kherson, cũng như trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công ở Donbass, cả hai thực tế này đều có thể dẫn đến việc Ukraine hoàn toàn đầu hàng. Đây sẽ là kịch bản tồi tệ nhất đối với Ukraine. Theo ông, khi đó Ukraine sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán và thừa nhận rằng họ sẽ vĩnh viễn mất khoảng 25-27% lãnh thổ. Trước đó, trang AVA.pro đưa tin, vào ngày 10 tháng 9, quân đội Nga đã triển khai một cuộc phản công quy mô lớn ở Kherson, tỉnh biên giới đang bị Ukraine kiểm soát một phần. Chiến dịch phản công này được cho là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt tuần qua và đã giúp Nga giành lại một số khu định cư ở Kherson, làm suy yếu các vị trí của lực lượng Ukraine. Blogger quân sự Nga Yuri Polodiak cho biết cuộc phản công của Nga chủ yếu nhắm vào khu vực làng Snagos. Tại đây, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực có ý nghĩa quan trọng chiến lược. Trung đoàn 51 thuộc sư đoàn Dù 106 đã chuẩn bị cho cuộc tấn công suốt một tuần. Đến sáng ngày 10 tháng 9, lính Dù Nga xông vào Snagos, buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui vội vàng. Theo blogger Podolyak, lực lượng Ukraine tỏ ra bị động trước cuộc phản công nên quân đội Nga đã tiến công rất nhanh chóng, mạnh mẽ và không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Cùng lúc đó, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cũng đã mở một cuộc tấn công bất ngờ từ hướng Tây tiến vào Gordievka. Điều này đã khiến cho các đơn vị của Ukraine hiện đang đóng tại các làng Apanasievka, Vnezapnoye, Viktorovka và Biakhovo có nguy cơ bị bao vây. Trên thực tế, lực lượng của Ukraine đã bị cô lập với nguồn tiếp tế và bị tấn công từ hai bên sườn. Tuy nhiên, hiện Kiev chưa bình luận về thông tin trên.